Trong những năm Khang Hy tại vị triều nhà Thanh, đệ tử Thiếu Lâm và Trần Cận Nam của Hội Thiên Địa cùng nhau tổ chức các ban hội bí mật khắp nơi trong toàn quốc, cố gắng phản thành phục mình. Trong đó có một người làm cho bọn triều đình nghe đến tên là phải sợ. Người đó là Hồng Hy Quang. Đến à, đến. Giang Định, triều đình muốn giết cả nhà chúng ta, muốn tiêu diệt chúng ta. Ở đây không phải là chỗ chúng ta nương thân nữa. Bây giờ cha bắt đầu lưu lạc giang hồ rồi, dẫn con đi theo chỉ là liên lụy đến con. Nhưng cha lại không có quyền bóc lột quyền sinh tồn của con. Bây giờ phải thử số mạng. Nếu mà con chọn gây đau thì cha con mình sẽ xong pha rừng đao biển lửa. Nếu mà con lừa con ngựa gỗ thì cha sẽ đưa con xuống suối vàng để gặp mẹ của con. Hai mẹ con đoàn tụ. Giọt lệ hai cha con chảy sao cùng. Nếu vậy sao có chảy? Là chảy máu. Tông sư huynh, Tông sư huynh, đệ có lỗi với huynh, đệ có lỗi với huynh đó sư huynh à. Mã gì đến trễ, xin sư huynh quả trách đệ đi. Đứng dậy đi, không phải tại đệ đâu. Đệ nghe tin triều đình muốn tru diệt cửu tộc, huynh đệ từ Quảng Tây mới lên đường đến đây. Nhưng rất tiếc đệ đến trễ. Đệ mau thông báo cho Phương Thái Ngọc và Tam Đức, tiếp theo triều đình muốn đối phó với họ. Thì sao? Cứ mặc kệ huynh, đi mau đi. Chứ vậy sao được? Tại sao ngươi lại phản bội ta? Từ nhỏ sư phụ đã nói rồi, bản lãnh ta không có bằng người. Nói ta vĩnh viễn thua người. Ta không chịu phục đâu. Bữa nay là nhất định phải giết ngươi. Mi gì đố kỵ với ta? Hoàng thượng hạ lệnh, hôm nay nhất định phải lấy được cái đầu của ngươi. Mi đầu thú triều đình, vinh hoa phú quý, người nào mà không muốn được? Mi gì vinh hoa phú quý? Không lẽ như vậy không đủ hay sao? Come on.
Khai, Phương Đại Hồng. Bây giờ ta đang xăm trên mình các đệ tử là bản đồ kho tàng nhà mình. Ta biết rồi đây thế nào triều đình cũng đến đây cướp giật, cho nên ta xăm bản đồ này trên mình các đệ tử. Khi nào năm bức hình này hợp nhất thì mới có thể lấy được kho tàng để làm sở phí tiêu xài trong đại nghiệp phản thanh phục mình. Còn về phần bức bản đồ trước đây, ta sẽ đốt nó thành tro tàn. Năm nay trong đêm giao thừa, ta sẽ sai người đưa các đệ tử đến Hồng Hoa Đình Ngưu Gia Trang để tìm kiếm Trần Cận Nam Đại Hiệp, là tổng đà chủ của hội thiên địa, để Đại Hiệp lấy kho tàng này cứu dân thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Khi không là bắt dịch áo, không biết xăm cái gì trên mình của người ta nữa. Sư bá nói cứu dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Hả? Làm như vậy cứu dân khỏi nước sôi lửa bỏng? Thành ngữ đó, cứu khỏi nước sôi lửa bỏng là giúp cho người ta. Không biết sao kỳ cứu người ta thì mình có gì ăn hay không? Mẹ thì cứ nghĩ đến ăn, làm người phải biết trọng tình nghĩa chứ. Hey, cha của ta có dạy ta việc gì không có lợi thì đừng có làm. Hey, cha của ta cũng dạy tao vậy, dù cho làm phước cũng phải có ích lợi. Wow, chuyện như vậy mà cha mày cũng làm được. Sao thì là quá tồi tệ vậy? Ê, hey, mày nói cái gì? Ai cũng kêu cha của tao là Mã Đại Thiền Quân, ngày mai tao phải về nhà chúc mừng ngày sinh nhật của cha tao. Cha, con ở Thiếu Lâm tự học được rất nhiều võ công. Bộ con muốn chết hay sao? Đã dạy con được con lớn mình nói mình là đệ tử của Thiếu Lâm tự, nếu bị bọn quan phủ biết được thì con sẽ khổ thân đó. Vậy sao cha còn đưa con đi Thiếu Lâm tự để học võ? Hưng à, con học võ nghệ được cho ai biết hết đó biết chưa? Nè, cô rảnh thì con cùng với cha đi ra ngoài chợ xem con có việc gì phước lành gì làm thì không tốt hay sao? Tại sao cha thường hay làm việc lành vậy hả? Ây, cha con đến 40 mấy tuổi rồi còn chưa có đứa con nào. Đến sau gặp một vị hòa thượng kêu cha mỗi ngày là một việc lành, cho nên mới sinh ra con bây giờ đó. Bây giờ cha con mà thấy việc gì lành á thì phải làm, nhưng mà phải làm những việc gì phải có lợi mới được chứ hả? Đừng để bị lũ lạ chứ, có biết chưa hả? Dạ đúng. Đúng thì mình đi. Ôi giờ làm gì vậy? Đang biểu diễn hả? Văn Định, cất vào khí đi. Ông chủ. Hả? Một trái lê bao nhiêu? À, 2 xu 1 trái. Cho 2 trái. À, được. Một trái được rồi. Cảm ơn. Sao kỳ vậy? Quá à. Phải rồi, thì là tội quá à. Đó, đúng là đứa còn hiếu thảo mà. Thì là tội quá đi. Thì là mấy người hấp phải rồi. Mẹ. Mẹ. Bên kia con thấy có một đứa lớn và đứa nhỏ hình như là biết võ nghệ rất là khá đó mẹ. Con đừng có làm như vậy, coi chừng người ta biết cả nhà. Dạ. Văn Định, cha muốn đi gặp một người. Con đứng ở đây đừng có đi đâu nha. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải ráng chịu, chờ đến lúc cha kêu nha. Ừ. Cô gái này thật là tội nghiệp đó nha. Cô bán thân đi chôn mẹ đó. Nếu mà tôi có tiền hả thì tôi nhất định sẽ mua cổ về nhà. Huynh đừng có tham lam như vậy nha.
Nghe nói dạo này ở đây lại xuất hiện hai con nữ tạc. Cái tên Tảng Tần Lương Tâm tạc mẫu nữ đó nha, chuyên môn gạt tiền người ta. Có người đã từng bị họ gạt gẫm lấy hết tiền trong nhà đó. Thấy cô ta nhã nhặn vậy đâu phải là kẻ xấu chứ. Nếu diện mạo cô ta giống như kẻ xấu thì ai mà còn mắc mưu cổ. Ê, phải rồi. Ê, nè, thấy chưa, đã nói rồi mà. Thằng khẩu hại sát phạm đó, nó bậy không à, cẩn thận đó. Ê, sao nó đứng không nhúc nhích vậy, đâu có khác gì khúc gỗ. Quê, tụi mình cùng ra đi chơi đi. Ê, đúng rồi, lấy đá đi, lấy đi, mang lên. Lẹ nè, chết mày nè. Ê, chết chưa, chết chưa. Lẹ nè, lẹ nè, lẹ nè. Ê, mày chết. Cảm ơn Quỳnh, trong khi đệ cùng đường bị lối. Quỳnh cũng đến đây gặp đệ. Ê, đệ đừng có nói như vậy, Quỳnh cùng đệ một mẹ sinh ra. Quỳnh biết rằng mấy năm nay quan phủ một mực đi tìm bắt đệ. Quỳnh thường hay tìm hỏi đệ, nhưng không biết đệ ở đâu. Quỳnh là huynh trưởng, làm sao không quan tâm cho được chứ. Triều đình bây giờ đang tìm giết đệ, cho nên đệ đến tìm Quỳnh. Thiên hạ lớn vậy nhưng mà không có chỗ cho đệ dung thân, cho nên đệ tạm thời muốn giao gian định cho Quỳnh. Dạ. Nhờ Quỳnh chiếu cố. Ê, đừng có lo. Chuyện nhỏ mọn vậy, nếu huynh giúp không được thì đâu phải là huynh của đệ. Đệ có biết không, triều đình hạ lệnh giết đánh Thiếu Lâm Tự rồi đó. Tại sao vậy? Sư bá Chí Thiện lấy được bản đồ kho tàng nhà Minh, là của cải của Ngụy Trung Hiền do vét về, vô cùng quý giá đó. Triều đình quyết định lấy cho được. Xin hỏi cô tên gì vậy? Tên của tôi là Hồng Đậu. À, Hồng Đậu cô nương. Nè con à, việc làm như vậy rất đáng cho mình làm đó. Cô xem coi, cô ta tội nghiệp không? Tôi nhất định sẽ mua cho cô. Ông kia, ông có khỏe hay không? Đừng có hại người ta phải ở quá đó nghe chưa. Nói cái gì? Chuyện của Mã Đại Gia, người dám xen vô hả? Nè cô em này, theo ông làm gì? Theo tôi đi. Làm gì? Đánh ông làm gì chứ? À, đâu có gì, tôi muốn tìm hiểu cho rõ coi có phải anh muốn đánh tôi hay là không đây. Bởi vậy để lập tức kêu Giang Định cùng nhau rời khỏi chỗ này, về nhà thương lượng với nhau. Ê Giang Định, đại ca, mình là nam ruột, sao Quỳnh là bán rẻ đệ? Người chết vì tiền, còn trách thì trách mi ngu dám chống đối triều đình. Mai là đệ kịp thời thấy rõ lòng của Quỳnh, không đem Giang Định giao cho Quỳnh. Sao đệ biết được? Bản đồ kho tàng rất là quan trọng, Trần Tổng quản hộ thiên địa đã báo cho đệ biết trước, kêu đệ tiếp ứng bản đồ này. Còn Quỳnh, Quỳnh rời khỏi Thiếu Lâm Tự lâu rồi, không có lý do gì mà Quỳnh biết được vấn đề này đâu. Người biết được thì làm gì ta? Lọt mệnh tỏ hoa thương của mi đã lọt vào tay ta. Hả? Giang Định! Dạ cái thương. Giang Định, con hãy nhớ, sức chịu phải vững như sư tử dầu thỏ, dùng hết tận sức lực. Mọi người đã biết thân phận của ta, nhất định không chừa đứa nào. Không chừa đứa nào hết. Hồng Mi Quang, tha cho Quỳnh đi. Nghĩ tên mình là Quỳnh đệ với nhau. Giang Định, xin trả giáo phú cho bác đi. Mau đi, mau đi. Giang Định, con hãy nhớ một câu sao chót, đối với kẻ thù không được nhân từ. Đó, bộ hài tới rồi kìa. Anh chết chắc rồi, đừng có chạy nha. Nè, Hồng Đậu cô nương à, ở đây chờ tôi nha. Hey, đại hiệp, đại hiệp. Chuyện gì vậy? Không biết mình có hứng thú đến làm tổng giám đốc ở trong nhà tôi không vậy hả? Không có hứng thú. Ê, đại hiệp à, đại hiệp. Ê, thì không gì, thì không gì, không gì. Lại bị người ta ném đá vào mình hả? Con không sao. Con phải nhớ một câu sau cùng của chữ nhẫn. Khi nào không thể nhẫn nhịn được nữa thì không cần phải nhẫn nhịn. Con đói à? Ừ. Cái lê cha mua cho con đâu? Bị họ ném đá dập hết rồi. Vậy thì mình đi ăn mì nha. Tiền của mình đã dùng hết rồi, bây giờ phải đi tìm một nơi nào ẩn trốn. Hồng Đậu cô nương à, cô theo tôi về nhà đi, tôi sẽ cho người mai quần áo mới cho cô nè, mặc vô đẹp lắm. Cảm ơn lão già.
Đi đi đi. Muốn mướn tôi làm hậu vệ thật sao? Không phải hậu vệ, làm giáo đầu tổng giáo đầu. Tức là hậu vệ rồi. Ông không sợ tôi là tù sát nhân sao? Hey, nếu tôi không nói đâu ai biết đâu. Nhưng mà tiền lương thì chỉ có chút thôi đó nha. Được, tôi làm. Tốt, theo tôi về nhà đi ha. Đi đi đi. Bây giờ đi đi. Vui vô, à, bánh bao. Tôi đã định hết cái cổ nhà. Sao đứng như khúc gỗ vậy? Wow, thiệt là đẹp quá. Có vui hồn hả? Cái gì mà ông tặng cho tôi là tôi vui mừng lắm rồi. Hey, vui mừng hả? Tôi hôn một cái thì càng vui hơn nữa. Ờ, của người ta. Ờ. Tôi xém chút đã quên hai cha con họ rồi. Cô điền cơm trước đi. Anh nha, may mắn lắm gặp được tôi đó. Anh ăn, anh mặc, ở, tôi lo hết. Nếu như có người muốn ăn hiếp tôi thì anh phải giúp tôi đánh lại họ. Còn nếu tôi ăn hiếp người ta thì anh phải phụ tôi. Khi tôi kêu người ta trả nợ thì anh phải phụ tôi đòi nợ người ta. Khi người ta đòi nợ tôi thì anh phải giúp tôi đánh nó. Có vậy thôi. Tôi chỉ giúp bảo vệ an ninh cho ông thôi, không thể giúp ông ăn hiếp người ta đâu. Ê, đầu óc của anh phải dùng là để suy nghĩ hay không vậy hả? Anh có biết không, ăn hiếp người ta là nguồn gốc của sự khoái lạc. Anh thử nghĩ coi, tiền bạc của người ta biến thành tiền bạc của mình, nhà cửa người ta biến thành nhà cửa của mình, thê thiếp người ta biến thành thê thiếp của mình. Anh nghĩ coi, vậy khoái lạc rồi. Vậy ông có nghĩ thê thiếp của ông, tiền bạc của ông, nhà cửa của ông bị người ta lấy hết, ông có đau khổ không? Tất nhiên tôi nghĩ ra rồi, cho nên tôi cứ chiêu binh mãi mã không ngừng. Tôi muốn anh được rồi, anh phải giúp tôi, cũng là vì mục đích này đó. Về sao chỉ có tôi ăn hiếp người ta, người ta không phải ăn hiếp tôi đâu, như vậy mới vui chứ. Tôi nghĩ không thể thương lượng với nhau được. Hồng đại hiệp. Ê, nếu vậy được rồi, anh bảo vệ tôi là được rồi. Còn việc ăn hiếp người ta, tôi kiếm người khác lo được rồi ha. Được chưa? Thôi vô cơm đi. Xin lỗi nha, tôi đói bụng quá, tôi ăn trước rồi. À, không sao không sao, chờ một lát nữa sang cơm tối nha. Ăn tẩy không sao mà ha. Đi. Cha, cha ăn đi. Con lấy của ai vậy? Chị Hồng Đậu cho con. Con hãy coi chừng chị Đậu này có vấn đề nữa nha. Người có vấn đề, bánh bao chắc cũng có vấn đề. Dân Định, con đi theo cha có phải là khổ lắm không? Chỉ cần con được ở chung với cha không có khổ đâu. Mẹ, mẹ hãy thức dậy đi. Con làm bộ chết nữa, con lấy dao đâm vào trong đùi của mẹ bây giờ. Bây giờ đó muốn chết rồi đây nè, làm sao mà ngồi? Mẹ là mẹ của con, đói đến cái bụng xẹp lép rồi đây nè. Nè, con làm sao mà quên được mẹ chứ. Nè nè nè, ăn gà đi. Qua, à, qua, wow, cái lão già đó cho nhiều nữ trang cho con như vậy hả? Của con, ông ta nói cho con mà. Mẹ biết, mẹ biết, mẹ nằm ở đây làm sao ông ta cho mẹ được. Nè, đã nói trước rồi, tất cả phải chia đồng đều nha, chia đi. Thôi được, con là một đứa con rất là hiếu thảo, con sẽ chia cho mẹ. Nè nè nè, nè mẹ để chiếc nhẫn này vào đi. À, con à, con thì là rộng rãi. Chỉ thổi một cái là bay rồi. Đưa đây, đưa đây. Được nè. Rồi, được rồi. Để con lấy ra, để con lấy ra. Mẹ một cái nè, con một cái nè. Mẹ một cái, con nè, một nè, cái. Nè, 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 nè. Con chi như vậy không có công bằng. Lấy ra để hết đây. Mỗi người một con nữa. Con nữa cái gì? Con muốn chừng gắt mẹ hả? Ê, đưa đây. Chứ con làm sinh lễ nữa giờ mà. Để con làm sinh lễ nữa. Con là khắp phù để cho mẹ giữ cho. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Ây da, bây giờ phải chi như thế nào đây? Nè, bây giờ đạp tan nó ra là bột trân châu chia nhau thoa. Bột trân châu dùng thoa mặt nó càng đẹp hơn. Phải. Giờ coi thấy có mịn không? Mịn thiệt hả? À, con mẹ. Wow, mịn quá. Mẹ quả là võ lâm đệ nhất mỹ nữ thiên thủ quân âm Chu Tiểu Thiện hồi trước đây. Tiến độ không có ngoa. Là con mẹ để... Ây da, con để tối quá đó mẹ. Đi mở cái cửa cho nó thoáng cái đã. Chắc là con khoai lang rồi, để tối quá hả? À,
bây giờ quá mà không biết, bây giờ tôi báo quá không biết, rồi cháu không biết không quỳ xuống đi, quỳ xuống. Ông hãy nghe đây, ông lấy được con gái tôi là phước hồi kiếp trước của ông, ông phải lấy tất cả tiền giao cho nó, bằng không thì mỗi ngày tôi sẽ trở về đây 3 lần, mỗi lần sẽ móc cổ ông 3 lần. Dạ, tôi sẽ làm theo lời dạy, tôi làm theo lời dạy, tôi làm theo lời dạy. Mẹ. Mẹ. Lão Dương mới tới. Hồi nãy mẹ cô mới báo mộng đã bóp chặt cổ tôi nè. Hả? Bà đâu nói gì với ông? Bà kêu tôi phải tốt với cô. Thế là vậy nha, tụi mình mau thành hôn đi nha, 3 ngày nữa ha. Được, nhưng ít nhất cũng phải làm lễ siêu độ cho mẹ tôi, để cho linh hồn của bà được yên tĩnh. Không thành vấn đề, cần bao nhiêu tiền? 10.000 lạng. Hả? 10.000 lạng? Ơi, 10.000 lạng làm sao đủ? 30.000 lạng đi, ha. À, được rồi, nếu còn dư lại, tôi còn phải mua những đồ lặt vặt khác nữa, có phải không? À, đúng, đúng. À, hợp đồng của Đường à, tiền tôi đưa cho cô rồi, phải làm vậy nha, cho tôi hùng cãi đi. Ế. Sao ông lại nhìn vào mặt của tôi? Như vậy tôi nhắm mắt lại. Ê. Ông hãy về trước đi, tôi muốn ngồi bên cạnh mẹ tôi một lát. À, phải vậy chứ, phải vậy, đúng. À, chia tiền đi. Cô muốn chia cái gì nữa đây? Cái kiền kim cương. Cái kiền kim cương gì? Cái kiền kim cương ở trên cổ công ta ít nhất là cũng trị giá tới 100.000 đồng. Mẹ cần gì phải dành số tiền nhỏ nhen này với con? Tối nay mình phải ra tay. Không được. Tại sao? Con thấy anh chàng hồng áo cũ này hình như là biết võ nghệ rất khá. Em bé, em đang giặt quần áo đó hả? Em có thích ăn kẹo hay không? Hay là để chị giặt cho em? Đây là quần lót của cha tôi, chị có giặt không? Hồng sư phụ. Hồng đậu cô nương à, sắp đến ngày đại hỷ của cô rồi, cô không có bận rộn hay sao? Có, tôi muốn giúp Hồng sư phụ đo lường và cắt may một cái áo mới. Hồng áo cũ này đã quen lam lũ rồi, không cần may áo mới đâu. Hồng sư phụ nói vậy làm sao được? Sư phụ ăn mặc đàng hoàng có quan hệ đến danh dự của lão gia, hay để tôi đo cổ cho. Ái cũng không phải là người cứng cổ, mặt rộng một chút, 17 phân đi. Đo luôn cổ tay áo. Hồng sư phụ, cái chân của sư phụ làm gì mà bậy vậy? Cô cắt cái gì? Không cắt giả thì làm sao may quần áo? Màu sắc này rất là thích hợp với sư phụ. Đừng làm bộ làm tịch nữa, quần áo đây mặc ấm thật. Để xem tôi có đủ giả hay không. Rất may là quần giả này cũng vừa đủ. Chưa chắc vậy đâu. Đền lại cho tôi. Về về kim chỉ, đàn ông không có biết đâu. Tôi đã nuôi con tôi lớn khôn, kim chỉ không có tệ hơn cô. Đủ rồi cháu Hồng, đậu của nương. Hai cho con của tôi lưu lạc giang hồ, chỉ cầu có cơm ăn có chỗ ngủ. Tại sao ép bức? Tôi không quen biết với anh, tôi sợ anh dằn mặt của tôi ra. Để anh ném tiểu chiêu gia truyền của tôi liên quan xin tâm thối. Dạ anh cướp. Nguy rồi, cô ta tắt thở rồi. Cắn tôi. Nhưng như tôi không cắn anh thì làm sao mà anh nhớ đến tôi? Cô biết bế khí công, té ra cô tán tận lương tâm, tạc mẫu nữ chuyên môn gạt tiền bạc người ta. Tôi là phận gái yếu đuối, anh muốn nói thế nào cũng được mà. Hồng đậu của nương, tôi đã làm được hộ vệ, không cho cô gây gỗ ở đây đâu. Chỉ cần cô biết an thân thủ phận thì tôi nhất định không vạch mặt cô. Được, vậy thì nước sông không phạm nước giếng, lần này coi như què nhau. Vô ảnh cướp, hình như chưa độc môn có Hồng Hy Quang đó, có phải vậy không Hồng đại hiệp? Đừng có bắt tôi giết cô quỷ tàng chứng nha. Anh không có giết đâu, nếu anh muốn giết tôi thì hồi nãy đâu có nương tay cho tôi chứ. Anh tốt với tôi lắm, tôi không quên ơn của anh đâu. Cha, cha thích chị Hồng Đậu này phải không? Nói vậy. Cha đã dạy con tuyệt đối không nên có lòng nhân từ với kẻ thù địch. Khi đánh ra một chiêu phải dùng hết sức, như là sư tử dồ thỏ vậy đó. Nhưng hồi nãy chẳng những cha nhân từ với chị mà còn không dùng hết sức lực nữa. Người duy nhất cha yêu thích,
là mẹ của con. Hay, nhẫn nhịn không được nữa thì cha cần gì phải nhẫn nhịn. Nè, về sao tụi bay phải gọi tao là đại ca? Như vậy tao mới dạy dỗ nghề cho tụi bay. Dạ, đại ca. Hồng Nhân định mày đứng ở đây làm gì đó? Luyện công. Hả? Luyện công hả? Mày tập luyện gì vậy, kết hay sao? Kết. Nè, hay là mày bái tao làm đại ca để tao dạy võ nghệ cho mày? Tao không học. Nói cái gì? Võ nghệ tao lợi hại như vậy mà không chịu học, mà để cái cẳng xuống học với tao. Cha tao nói chưa tới giờ ngồi không được để cái cẳng xuống. Hay gì vậy? Mày thiệt là phách lối. Tao nhịn. Mày đứng cũng rất là vững vàng ha. Để tao đá mày thêm một cú nữa coi mày có nhẫn nhịn được hay không. Bồ ta ra. Đến giờ ngọ, đến giờ ngọ trời, ta không nhớ nhẫn nhịn mày nữa đâu. Ây da, đại ca. Sau này đừng có tới đây phá tàu nữa. Ta nhất định là sẽ kiếm mày đây mà trả thù. Được đi Đức Trung. Đại Hồng Thất hại ta bị người ta ăn hiếp, mà kêu lỗ chó xuống núi, đến mở gia trang trả thù giùm tao. Được, ta phải kêu anh em của ta tới đây chơi với mày mới được. Mày đi Thiếu Lâm Tự nha. Yeah. Muốn không chết, mau dẫn năm cái thằng nhỏ đó ra đây. Đi. Đừng hại đây. Đi. Hãy bắt hết bọn trẻ kia. Dạ. Yeah. Không phải này, đi ra. Đi ra. Sư huynh, bây giờ đứng sau này. Tất cả bình tĩnh. Dĩ hình quá anh. Dạ. Theo ta. Chạy theo đường ngầm. Dạ. Chạy vô đi. Xong ra. Chặn chúng lại. Xong ra. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ây da, quái vợ, đi, chạy đi. Quái vợ. Giết thiệt, lâu rồi không gặp mặt người. Người là ai? Ta là Mã Ninh Nhi. Người là Mã Ninh Nhi? Quân phản bội, 8 năm trước không phải là người bị Hồng Hy Quang giết chết rồi sao? Mã nó chưa chết đâu. Yêu tăng ở tay giật cứu ta, dùng chất độc ngày đêm điều trị cho ta. Làm cho ta đau khổ, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Rốt cuộc ta đã luyện thành được đau thương bất nhập. Hồi trước người nói bản lãnh của ta không bằng Hồng Y Quang, gặp nó ta vĩnh viễn không đánh lại đó. Sự thật là người thiên vị thôi. Bây giờ cái mạng ngươi ở trong tay ta, nếu không muốn chết, trao bó đồ kho tàng lại cho ta. Cho dù người có giết chết ta, ta cũng không nói. Được rồi, vậy thì ngươi mở đường địa phủ cho Hồng Y Quang đi. Nguy rồi, trung kế. Đại nhân, không phải năm đứa trẻ này. Đại nhân, vừa bắt được bồ câu. Mã Gia Trang. Mã Sư Hân. Nè, tụi bay không thể vô đây, đi ra đi. Nè, đại bảo tôi nói là bạn của tôi đó. Hả, vậy hả? Tụi bay tới rồi hả? Mã Sư Hân, có chuyện gì? Thiếu Lâm Tự đã bị người ta đốt cháy rồi. Hả? Tại sao lại có chuyện như vậy? Sư bá kia tụi tao tới đây với mày, đi Hồng Hoa Đình ở Ngư Gia Trang tìm sư thúc Chi Kê Đại Sư cùng với Trần Tổng Đà chiếu hội thiên địa. Bây giờ còn có rất nhiều quan binh muốn bắt tụi tao nữa. Đừng có lo, để tao đi lấy quần áo cho tụi bay thay đã. Kể đó đi kiếm cha của tao. Tuyệt đó không có chuyện đó đâu. Tuyệt đó không có đâu mà. Cha à, còn có 4 đứa. Cha à, còn có 4 đứa thù nghịch tụi nó rượt vào đây rồi đánh con. Mày nha, mày thiếu tao 4 đồng xu còn chưa có trả, cả lời lẫn vốn tất cả là 30 đồng. Nếu như mày còn không chịu trả hả, tao gặp một lần thì tao sẽ đánh một lần, nghe rõ chưa? Tụi bay còn trẻ mà dám cho người ta mượn tiền lấy câu, đi ra. Rút lui. Thằng bé này là con của ông phải không? À, dạ phải. Ông không có đưa con của ông đi Thiếu Lâm Tự học võ sao? Tuyệt đối không có đâu. Trước nay nói nhà của cô đó học hành đàng hoàng lắm. Tuyệt đối là không có đâu. Không có thì tốt. Wow, lớn thiệt.
Con Hồng Đậu này thiệt là nó thương mẹ của nó. Nó biết là mẹ của nó thích ăn phao câu gà, nó liền đi kiếm một con gà to lớn hay và con gà để phao câu còn lớn hơn cái ngực của mình ăn cái cẳng cái đã. Nhà của mày sao lớn quá vậy, đi cả buổi còn chưa tới. Ê, đừng có làm rùm. Nè, mau vô đây đi, vô đây. Ê, có tử thi kìa. Tử thi có gì đáng sợ? Tụi mày coi, tao ngồi cho mình tử thi nè. Nè, tụi mày cứ ngồi đi, không có gì đâu. Ôi dồi, tao thích cái đít gà chứ không phải là thích cái đít của người đâu. Ý, là thiệt đó. Nè, tối nay thì tụi mày ngủ ở chỗ này đi, nhưng mà phải nhớ đừng có cho tao biết nha. Ê, bụng của tao đói cồn cào rồi đi. Ê, đó có đồ ăn kìa. Ê, đồ ăn kìa. Ê, đồ ăn kìa. Cái thằng mập chó chết này, mày ăn cái bao câu gà của tao mày sẽ chết với tao. Thiếu Lâm Tự bị bọn Quang Minh đốt rồi, bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Sư bá nói tụi mình phải đi kiếm đại sư huynh Hồng Hy Quang. Sư huynh sẽ bảo vệ mình đi tìm Chi Kê sư thúc và Trấn Tông đà chủ của hội thiên. Nhưng mà tụi mình chưa có gặp đại sư huynh, mình đâu có biết đi đâu để kiếm. Cho nên lần này tụi mình chỉ có trông cậy vô tụi mình thôi. Tao nhất định trả thù cho Thiếu Lâm. Trông cậy năm đứa tụi mình làm sao mà mình trả thù được? Tao đề nghị thành lập môn phái mới thu nhập thêm nhiều đệ tử mới có thể trả thù cho Thiếu Lâm. Vậy thì gọi tầng Thiếu Lâm đi. Không được, như vậy triều đình sẽ tới bắt tụi mình. Vậy gọi là tân thế giới đi. Không được, không được. Thì gọi là tân nhân loại đi. Yeah. Thì kêu là tân Nghĩa An đi. Cũng được. Ê, cái tên này nghe cũng được đó. Ê, không phải là tao nói đâu. Tao nghe tiếng nói phát ra từ phía mày mà còn chối nữa hả? Mày vừa nói mà quên rồi hay sao? Là bà nói đó, là bà nói đó. Có mà. Trên thế gian này đâu có mà, thì mình cùng nhau đánh nó đi. Ê, đem nó vô tôi này. Ê, tụi mày coi, tụi mình đánh hắn vậy mà nó cũng không phản ứng. Nếu nó là ma quỷ thì đã ngồi dậy bóp cổ mình rồi. Rồi nó coi. Tao không dám đâu. Rồi thử coi, coi nó còn thở hay không. Nó thiệt là tắt thở rồi. Vậy bây giờ tụi mình gọi là môn phái gì đây? Hay là như vậy đi. Tao họ Hồ, mày họ Mã, mày họ Phương. Lát nữa tụi mình ra ngoài tỉ võ, coi đứa nào thắng thì môn phái này phải lấy theo họ của nó. Nếu tao đánh thắng thì gọi là Mã Môn. Tao đánh thắng thì gọi là Hồ Môn. Tán thành. Ê, khoan đã. Trước khi tỉ võ tụi mày phải ra ngoài đánh một người giùm tao. Không được. Sư bá có căn dặn rồi, tụi mình không có nên ra ngoài một lúc năm người. Dù sao cũng phải để lại một người. Như vậy bản đồ đó không có cơ hội để lọt vào trong tay của triều đình. Đại Hồng, giỡn nghe có mày giỡn nhất là mày ở lại đây đi. Tao. Nè, nhớ đừng có đi ra ngoài đó. Bà ơi bà, hồi nãy bọn tụi nó đánh bà đó, tôi không có đánh bà đâu. Tôi chỉ là đấm bà hay đấm nhẹ thôi, xin bà đừng có quả trách tôi nha. Đừng có đánh, tôi không có đánh bà mà, xin bà đừng có hù tôi, đừng có làm tôi sợ. Là mình run gần chết. Ê thằng hoa. Tôi còn nhỏ lắm không biết cái gì đâu, xin bà đừng có quả trách tôi, đừng có quả trách tôi. Hồi nãy mày ăn cắp cái bao câu gà của tao, bây giờ tao phải ăn cái bao câu của mày. Cái bao câu của tao thúi lắm, không có ăn được đâu, bà đừng có ăn tôi. Vậy thì mày đi kiếm cái gì ngon cho tao ăn đi, nếu không tối nay tao sẽ đi theo mày suốt đêm. Tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ đi ngay. Cái thằng nhát gan như thỏ đế vậy, trên đời này làm gì có ma quỷ. Ôi giời. Ôi xin đến thần ma quỷ đừng có quở trách tôi, có trách thì trách thằng mập đi. Khi trời đã lạnh rồi, sao còn rùi, thì là đáng ghét. Hôm qua con giặt cái quần lót duy nhất của cha, giặt đến rách một lỗ rồi. Xin lỗi. Đâu có gì. Cha cắt lại cái quần nhỏ đó thành cái quần này cho con. Cảm ơn cha. Ý, vậy thì cha không có quần lót mặc nữa rồi.
Không phải đâu, càng mát mẻ. Có phải con đánh công tử nhà họ Mã không? Nó ăn hiếp con. Nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn. Cha đó có chỉ dạy, nhẫn nhịn không được nữa thì đừng có nhẫn nhịn. Bây giờ mình ở đậu nhà của người ta, để tránh sự bắt bớ của quan binh. Nếu tiết lộ mình biết được công phu, người ta phát hiện rất là dễ dàng. Vậy về sao cho dù thế nào con cũng không đánh lộn nữa. 470, 471, 472, 473, 474, 475. Đã kiếm mày cái đêm bây giờ mới kiếm được. 476, 477, 478. Hôm nhất định. Là bắt đầu đếm lại. Công tử, công tử kiếm ta có chuyện gì? Hôm trước ta đánh không lại mày, bữa nay quân đệ ta đến đây rồi, ta nhất định phải đánh mày. Ta không đánh lộn với tụi mày nữa. Đánh người ta rồi là nó không đánh, như vậy là anh hùng sao? Đồ khốn nạn. Tại sao đánh tao? Tao thích đánh đó. Đừng ép tao nữa. Bữa nay không phân thắng bại thì tao không có đi về đâu. Nếu tao đánh thắng món đó mày thì khỏi đánh được phải không? Nếu mày đánh thắng tụi tao sẽ bế mày lại. Được. Mày thì cánh tay của mày sẽ bị bại. Hả? Mày đừng lo, đưa tay cho tao. Ai, đau quá. Hả? Cánh tay của mày lành rồi. Mã đại ca, tao nhỏ hơn tụi mày, làm sao làm đại ca của tụi mày? Nhưng võ nghệ của mày giỏi hơn tụi tao đấy đại ca. Được, Hồng đại ca đã đánh thắng tụi mình. Về sau môn phái của tụi mình lấy thì họ của đại ca đi. Đúng, gọi là Hồng Môn đi. Hồng Môn. Đừng có trượt tôi nữa. Đừng có trượt tôi nữa. Đừng mà, đừng. Đừng. Đừng, đừng. Đây đi. Đêm nay ánh trăng rất là sáng tỏ, chiếu vào mẹ chắc là rất xinh đẹp. Mẹ, mẹ đã trúng sủa của đàn ông rồi, làm cho mặt mày đổi như cà chua vậy đó. Hình như là cả thân mình mẹ nóng ran, còn muốn cởi quần áo. Mau dùng nồi cơm đuổi ra. Trời, mẹ đâu có biết nồi cơm gì. Con giúp cho mẹ không được. Bây giờ chết rồi, chết rồi. Mẹ ở quá đá lâu như vậy, không lẽ đêm nay là mất tình tiết hay sao? Mẹ, nếu được như vậy cô chúc mừng cho mẹ. Sao con đùa cợt như vậy? Những lúc bây giờ mẹ không có cái gì, đi vô lấy cái kiềng kim cương đi. Mau lên đi. Đi đi. Khoan đã, mình còn chưa bịt mặt. Đánh thuốc, cởi quần. Đâu phải. Cởi kiềng kim cương ra. Ông ta giả ngủ. Chế mộng.
Ủa, bộ không sợ sao? Ây da, ông ta ngủ thiệt. Mặc kệ ổng, phải cởi quần. Ông ta phải cởi trình cương cương đi. Mau lên, hành động phải mau lên đi. Biết rồi, biết rồi. Các người lại. Hát không? Con đánh. Ơi con à. Mẹ. Con à. Con à, chạy mau. Ơi sao cả người tôi ơi ẩm hết vậy? Ê, anh tới làm gì? Ây à, hồi nãy có người vô đây ăn cắp kiếm kim cương của lão già. Ơ hả? Cái kiếm kim cương của tôi là món bảo vật gia truyền, ai dám tới cướp vậy? Tôi biết là ai rồi. Anh muốn làm gì đó? Hồi nãy có hai người mặc đồ đen vào phòng của lão già, muốn ăn cắp kiếm kim cương của lão già. Anh còn không mau đi bảo vệ lão già, vô phòng của tôi làm gì? Tôi nghi ngờ mọi người trong đó là cô. Anh muốn nói sao cũng được hết, nửa đêm nửa hôm anh đi vô phòng của người ta. Cô đừng có đóng kịch với tôi nữa. Tôi tin bây giờ cô đang mặc bộ đồ đi đêm. Anh đừng làm ẩu đó nha, tôi thấy ngủ như vậy nè. Bây giờ tôi không có mặc quần áo. Cô đoán đi, tôi có tin cô không? Để chứng minh sự thanh bạch của tôi mở ra cho anh coi. Tôi sẽ đếm 3 tiếng. 1, 2, 3. Cô giỏi thiệt. Tôi nói cho cô biết, khi nào tôi còn ở trong nhà của họ Mã này, tuyệt đối không cho cô gây sự đâu. Anh muốn nói sao cũng được hết, tôi mở ra cho anh coi mà lại không coi. Thôi được, để tôi cho anh một cơ hội nữa nha. Tôi đếm 3 tiếng nè. 1, 2, 3. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô lập tức biến mất đi. Canh chàng này muốn xem mình không có mặc quần áo. À, nguy rồi, mẹ của mình ở đâu? Tôi là người tình trong mộng của ông. Ông mà. Sao tụi bay không ra ngoài chơi? Ở bên ngoài rất là náo nhiệt kìa. Hay quá, nhưng mà tụi mình phải để lại một người ở đây. Để lại thế nào? Nhí. Sao? Lần này dù cho chết tao cũng không ở lại đâu. Vậy tụi mình đánh thù tì. Đồng hóa mẹ. Tụi mình có chút việc phải thương lượng với nhau. Lại đây, lại đây. Tụi mình muốn chơi gắt cái gì nữa rồi? Tới trà kéo. Được rồi, bắt đầu. 1, 2, 3. Ê, rồi, tụi mình ra ngoài đi. Bà, tại sao bà lại kêu tôi trà kéo vậy? Mày không nghe người ta nói là bà nói láo hay sao? Hả? Tại sao bà nói láo với tôi? Tao không nói láo mà làm sao mày ở lại đây? Mày không ở lại đây làm sao tao ra ngoài được? Nhưng bà đi đâu đó? Mặt mới gì tới mày? Ngồi xuống đây. Mày nghe đây nha, tao ra ngoài kiếm phao câu gà, thuận tiện tao kiếm luôn cho mày. Hay quá, cho tôi một cái phao câu lớn như vậy đi nha. Biết rồi. Tới đây, tới đây, tới đây. Lâu quá không có cặp cạn liền vậy chứ. Dịch này muốn bắt cá hai tay hả? Tối nay tôi sẽ cho biết tay coi động phòng thế nào. Hả? Chúc mừng, chúc mừng. Hồng sư phụ hôm nay nhộn nhịp như vậy, sao sư phụ không dẫn cậu bé này ra ngoài chơi với người ta? Tôi phụ trách canh gác cho dân ở chỗ này. Không lẽ có người định giật cô dâu đi? Tôi chỉ sợ cô dâu ra ngoài giật đồ của người ta. Vị sư phụ này có lẽ điên khùng rồi. Phải nghĩ ra cách nào mới được. Cha, trên nóc nhà có người. Dân định, phải ngồi im coi họ làm gì. Mục tiêu là ở trong nhà. Trong nhà không có cử động thì mình không có cử động. Dạ biết. Phương Thừa Trang,
bây giờ đã trúng kế của tôi rồi đó. Có dám ta? Có dám ta? Sợ chưa? Có dám ta? Nguy, cha đã bị trúng kế. Có dám ta? Ông phu nhân, phu nhân à? Có sao phu nhân? Lão già. Sao? Chuyện gì vậy? Anh ta. Cái tờ xuất sinh dám hổ với vợ tao hả? Lão già, tôi không muốn sống nữa đâu lão già. Anh này của tôi ở nhà tôi dám làm như chuyện vậy. Anh đi mau, đi mau. Được, tôi đi. Đi về, đánh nó đuổi lên chơi, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó, đánh nó đi. Còn bỏ thằng còn đứng canh gác nữa. Giang Định, mình đi. Bây giờ lão già sao không đánh nó đi cho nó biết tại chứ? Phải đó. Đánh cái gì để thắng nó hay sao? Lão già, nè các chị hãy đỡ lão già lên trên phòng ngủ đi. Cẩn thận nha, mau lỡ già nha. Cẩn thận, từ từ. Cha, tại sao cha không giải thích cho rõ? Không cần giải thích, có nhiều chuyện giải thích cũng không có ai tin. Có phải cha đã thích chị Hồng Đậu không? Nói vậy. Cha đã dạy con, dĩ bất biến ứng vạn biến. Nhưng mà hồi nãy, khi cha nghe chị ta la lớn, thì lập tức biến đổi. Giang Định, cha... Không cần giải thích, có nhiều việc giải thích cũng không có ai tin. Coi mọi quan binh này đang tiến đến nhà của họ Mã. Cô đang nghĩ gì đó? Cha, con muốn trở về nhà họ Mã để cứu mấy huynh đệ của con. Con có nghĩa kỹ. Các người tới đây làm gì? Tại sao giết người? Chúng ta có đám người đến đây bắt mấy đứa con nít. Nếu đồn đãi ra ngoài, ảnh hưởng đến danh dự của hoàng thượng. Chuyện tối đêm nay, tuyệt đối phải bí mật nha. Mã Đại Thiện ẩn giấu tội phạm triều đình, có tội khi quân, phải tru diệt cửu tộc. Khách khứa đêm nay đều là người trong cửu tộc này. Nghe đây, từ những trẻ con chưa đến 10 tuổi, tất cả đều không tha mạng. Giết! Ê, lạ thiệt, chị chém trúng con chết. Ê, chạy đó, chạy nha, chạy nha, chạy. Cho một chút máu sẽ đỡ coi. Ê, tôi chết rồi. Tôi chết luôn. Các ông chết qua bên kia một chút không được hay sao? Mắc mớ gì tới bà? Bà chết phần bà, tôi chết phần tôi, đừng có nhiều chuyện. Các vị à, chết nằm chung với nhau không được sao? Không phải là không được, ông phải chết xem cho được mới được chứ. Người ta nằm chết ông cũng nằm chết, người ta ngồi chết ông cũng ngồi chết, sao không có chút sáng kiến gì hết trơn vậy? Người đã chết còn chạy nước mắt được sao? Mày thích giải chết thì tao làm theo ý mày. Mày đã chết cũng biết thế nãy sao? Các ông thiệt là đồ khốn nạn, không bị giặc chết cũng bị liên lụy chết. Coi tụi mày còn giả bộ chết nữa không? Ông tôi không giả bộ nữa, ứng ta tôi đi. Đứng lại. Bị giả bộ chết. Đồ khốn nạn, đừng có chạy. Hồng Huy Quang, coi như hôm nay mi tới đây tìm chết đó. Tại sao có người làm máu nhuộm đỏ cả gia trang? Chờ tao bắt mi đem về rồi hãy nói. Hay lắm, đánh đánh. Tại sao lại như
như vậy chứ? Khi con bên ngoài là chém giết như nhau. Nè, con đừng có tìm kiếm bao giờ rồi dông nha. Cũng may quá không có bị bể. Để cho ta. Con đại hồng mà chạy mau đi, bọn băng bên chúng nó đã tới rồi, con đại hồng. Kéo tàu với con quái vật kìa. Nè, tụi bay còn đứng đó làm gì? Chạy mau. Nghi quan có nhớ tao không? Mà nên gì? Không ngờ ta chưa chết hả? Ta chịu đau đớn cho bách độc xâm nhập. Mục đích là muốn đích thân giết người. Mi luyện bách độc công làm cho mi biến thành độc nhân. Cả chiếc thiện là sư phụ của người cũng đã bị chết trước tay của nó rồi. Đúng như vậy đó. Tôi là thiếu làm tục và đệ tử. Sư bá chí thiện có lấy bản đồ kho tàng của nhà mình xăm lên lưng của bọn chúng tôi 5 đứa. Có 4 đứa đã bị tụi nó bắt được rồi. Dẫn con tôi chạy đi. Ơ, chạy mau. Thế con hát. Dạ. Thiên nhân, tôi là Tiểu Thiện đây. Nếu ông ngủ mê man đi bị như vậy thì tôi không thể giúp ông chạy được đâu. Gặp nhau ở miếu sơn thần nha. Cô tỉnh rồi à? Cô bị ám khí đâm vào rất là sâu. Nếu mà không lập tức cứu thì chỉ có chết thôi. Vậy là anh đã thấy hết tất cả. Tôi đâu có biết làm sao. Anh ăn hiếp tôi. Người ta còn là con gái trong khuê phòng. Vậy sau này làm sao tôi lấy chồng? Nếu cô nhất định bắt tôi gánh trách nhiệm thì tôi lấy cô. Lấy anh hả? Lấy anh tôi có lợi ích gì đây? Con của anh cũng bỏ nó nữa mà. Anh đi vào đời không có bọn đàn em lại còn bị quan binh đuổi giết. Còn người ta mới là lần thứ nhất. Sao không đi tìm kiếm nhà trọ cao cấp mà dẫn người ta đến cái miếu bổ quan này, lại còn cởi áo người ta ra nữa. Để cho người ta lạnh lẽo như vậy, còn anh thì ngồi sửa ấm bên đống lửa. Ê miệng. Bây giờ chỉ nói một câu. Lấy hay là không? Lấy. Chưa nghĩ kỹ đi. Tôi cứu con của tôi. Sao hồi nãy không cứu, bây giờ mới chịu cứu? Nếu không cho chúng nó bắt Giang Định thì làm sao có manh mối, làm sao cứu được 4 đứa trẻ kia? Cứu lại 4 đứa trẻ khác. Ừ. 5 đứa trẻ này nó chạy từ Thiếu Lâm Tự ra đây. Trong mình có đại bí mật. Trong đêm giao thừa Tết năm nay, tôi phải đưa chúng nó đến Hồng Hoa Đình, Ngưu Gia Trang, giao cho Trần Cận Nam tổng đại chủ của Hội Thiên Địa. Em sẽ theo anh. Theo dọc đường ký hiệu của Giang Đình chỉ có một mình tôi hiểu. Tôi phải tương kế tự kế. Em nghe lời anh. Em biết anh không phải là một người ham sống sợ chết. Con thiệt là tham ăn. Lần này ta bị thiệt thòi hết rồi. Ê, mẹ nói con đó hả? Không phải, mẹ nói mẹ. À, mẹ của em là người nằm trong phòng củi đó. Sao con không gài nút lại? Hả? Tại sao lại có máu? Tại con bị trúng ám khí có độc. Cũng may là có nhờ anh ta cứu sống con. À, cảm ơn, cảm ơn. Còn nữa, anh ta đã không sợ thiệt thòi, chịu khó nuốt độc điều trị giùm cho con. Nuốt độc điều trị? Dạ phải, anh đã tận hết sức lực để nuốt sạch độc của con rồi. Còn cái tướng của con kìa, có phải là có ý trao thần gửi phận hiến cái trình tiết cho người ta hay không?
Hồng tiên sinh à, mà qua bên đây có gì muốn bàn với nhau, mau qua đây, mời mời mời. Con rể à, bây giờ mẹ chịu thiệt thòi, cho cả đứa con gái cho con đó, trả 8 vạn đi. Hả? Mẹ xem ảnh coi có giống người có tiền hay không. Con nói coi. Không giống. Ở trong phòng của mẹ, trừ tiền bạc ra, không còn gì nữa sao? Con đừng có nói như vậy với mẹ chứ. Mẹ trừ hết tiền bạc ra. Dàn cây dĩ thúy hồn soàn trân châu địa ốc, tất cả các thứ này mẹ đều thích hết. Còn có không? Trong lòng mọi người đều có hai chữ chính nghĩa, mẹ cũng có, chẳng qua là mẹ tránh né. Mẹ không biết con đang nói cái gì. Con muốn đi cứu mấy đứa trẻ, con muốn mẹ giúp con. Có tiền thử không? Vậy mẹ có đi hay không? Không đi con không nuôi mẹ. Muốn hù mẹ hả? Ừ. Mẹ không đi, đánh chết mẹ cũng không đi. Nè nè, tụi mình chia được, tìm cửa vô lao tù. Đâu có khó kiếm, lấy cây dao kề cổ nó thì nó sẽ nói, không có dám giấu đâu. Được rồi, mẹ đi đi. Wow, lần này sao con thông minh quá vậy hả con rể? Xem mọi cái sự sinh tử bình lão của mẹ như ngàn cân treo sợi tóc. Đứng im. Người muốn cướp ngục, không có sợ dương pháp sao? Tao không có sợ đâu, tao sợ nhất là đàn ông quá trang. Ngoảnh đầu xem làm sao coi. Mưu kế cổ lỗ sĩ như vậy cũng đem ra dụng. Tao xem xong rồi. Tao kêu mày xem bên kia. Xin lỗi nha, không làm phiền ngươi duyệt binh nữa. Ta nghĩ ta phải lùi ra cáo từ. Cứu tội giới. Mau thả tôi xuống đi, thả tôi xuống đi. Cái thằng con rể khốn nạn à, sao không mau đến để cứu mẹ? Không lẽ con rể của bà này là cha của tao? Cha của tao cũng tên là khốn nạn đó. Giang định, mau tránh ra. Mau tránh vào một bên. Dạ. Tụi mình đi cứu bà. Con rể à, mau lên cứu mẹ đi, mau lên đi. Mau cứu mẹ. Tại sao đây có nhiều tử thi quá vậy? Tất cả đều bị cha tao giết đó. Wow, cha của mày thiệt là giỏi. Để tao xin nhận cha của mày làm cha của tao. Quyết định như vậy đi nha, có được không? Nếu mày nhận tao là cha thì có ích lợi hơn. Chạy, chạy. Chạy lên kìa. Chạy lên mau. Xin cha tao với, cha tao với. Nhận lên đây, nhận lên đây đi. Nhận lên đây, nhận lên đây. Ai đại ca cứu tôi với, mình cứu nó đi. Mình có sao không? Cái thằng đánh con học chút võ nghệ đẹp xinh đại ca hả? Tụi bay còn nhớ tôi chạy tụi bay làm gì không? Dạ. Dạ. Biết rồi. Hay à, đám nhỏ. Hay à, tại sao tụi mày bỏ tao một mình vậy? Tao sợ muốn chết ra từ đâu. Thank you.
đi qua. Bữa nay Đình Hồng sống sót rồi khỏi. Ta biết võ công của ta không có thể giết được mi, nhưng mà cái thù của Thiếu Lâm Tự bị đốt cháy ta không thể quên, ta nhất định giết người. Mi có tài gì? Ta có cái này có thể chết chung với người. Cha, cha, con mau chạy đi, mặc kệ cha. Có chạy cùng chạy. Tránh ra. Có chết thì cùng chết chung. Con mau chạy đi. Cha. Quái nhân. Con mẹ. Con mẹ. Định nhân. Cha. Con. Hả? Nguy rồi. Đi sao lại quan giống như vậy? Xin hỏi lão bác cho tôi biết Hồng Hoa Đình ở đâu? Cháu hỏi cái ông già này làm cái quái gì? Có bộ dáng của ông ta như là một người lù khù lẩm cẩm. Có lẽ ông ta vừa câm lại vừa điếc đó. Bà mới là cầm điếc đó. Tôi trú ngụ chỗ này đã 30 năm rồi, chưa bao giờ nghe nói tới ở đây có Hồng Hoa Đình gì đâu. Đi chỗ khác đi. Nhất định 10 năm trước anh ta có tới đây. Sư bá có nói chiếc kê sư thúc ông ở Ngô Gia Trang. Ảo chưa từng nghe qua. Tính nó công thật là quái lạ nha. Có quái gì? Ở trong này có một quái nhân, ở trong ngôi nhà quái lạ đằng sau con đường này nè. Hắn ta thường hay ăn mặc như là kẻ ngoại quốc vậy. Tối ngày cứ ở trong nhà làm tựa người bằng sáp. Trong ngôi nhà đó hả, âm u khủng khiếp lắm, không bao giờ có ai dám vô đâu. Có ai trong nhà không? Ủa, lão bá à, là lão bá đó hả? Phải rồi, sao nó không dám tới đây? Ủa, sao có nhiều người vậy? Nhưng mà các người này không biết cựa quậy gì hết. Ủa, lão bá à, sao ông tới đây còn lẹ hơn tôi vậy? Hai ông già mà còn khỏe hả? Hả? Tất cả đều là những người làm bằng sáp. Sao làm giống y đúc vậy? Ôi trời, giống y như là người sống vậy đó. Cả chỗ này cũng có luôn. Muốn chết sao? Anh là ai vậy? Sao đứng như là trời trời muốn hù chết người ta hay sao? Cái nhà này là của tôi. Tôi muốn làm cái gì mặc tôi. Tôi thích đứng thì đứng, thích nhảy thì nhảy. Cho dù tôi đây có cởi quần áo ra đó hả, chạy lung tung ở trong nhà thì cũng được. Nhưng mà cô không được. Nè, cô tới đây làm gì? Cho tôi xin hỏi chiếc cây đại sư có ở đây hay không? Cô tưởng ở đây là chùa miếu hay sao? Ở đây đâu có ai trọc đầu chứ. Đi ra. Không biết tới đây làm gì, trở ngại tôi làm người sáp. Ở đây có rất nhiều sáp, tất cả đều do ông làm đó hả? Sao lại làm được giống quá vậy? Bởi vì trong những người sáp này có người thiệt đó. Để ta làm người sáp cho mày nha. À, xin đừng có làm cho tôi. Nếu như Chí Kê đại sư không có ở đây, chúng tôi xin cáo từ. Khoan đã. Anh đã bị thương rồi. Tôi đây có học vài năm y học, tôi biết trị thương tích. Hay là như vậy, để tôi xem mạch giùm cho anh nha. Không cần làm phiền, chúng tôi phải đi đến một nơi khác nữa. Đi đâu gấp vậy? Ngôi Gia Trang là một nơi hoang vắng, còn chỗ nào đáng đi chứ hả? Muốn đi Hồng Hoa Đình. Hồng Hoa Đình? Nghe nói bỏ hoang rồi mà. Hay là bọn anh cứ đi thẳng ra ngoài đi. Tóm lại là cứ đi thẳng ra ngoài sẽ gặp. Xin cảm ơn đại thúc. Đừng kêu tôi là đại thúc, kêu tôi là Nhân Trương. Là Nhân Trương. Thằng mập, nếu muốn làm người sáp thì tới kiếm tao nha. Tôi không làm đâu, tôi không làm đâu á. Không có một đóa hoa nào hết, tại sao gọi là Hồng Hoa Đình? Để cô đi hỏi cho. Đừng đi.
chắc chắn là ở đây. Hồi xưa kết nghĩa Hồng Hoa Đình, tôi có tới đây. Cái cây này, cây Hồng Hoa bây giờ, bây giờ đã hoang phế rồi. Vậy Trần Tổng Đại Chủ bây giờ đang ở đâu? Đêm nay là đêm giao thừa hả? Vậy bọn họ sẽ tới. Nhưng mà con người của Trần Cận Nam lúc nào cũng giữ lời hứa, và đến rất là đúng giờ. Hai đứa bay ra canh gác. Được, tụi ta đi. Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, nếu như bọn họ không tới, quái nhân đó mà đuổi đến đây thì sẽ nguy to rồi. À, dạ, nguy rồi. Bên ngoài có rất nhiều người bạch y dắt dao đang xông tới. Không đâu, em chạy đi. Không được, có cho thì cũng chạy. Chạy đi. Đoàn thiết quyết thiếu niên, hỏi thiên địa xin mời Tổng Đại Chủ. Không tới được. Hồng Hy Quang, lâu nay anh giỏi chứ? Tổng Đại Chủ. Ê, Quân bị thương rồi sao? Anh đã bị Mã Ninh Nhi đã thương. Mã Ninh Nhi không phải chết rồi sao? Nó được Khánh Ba là yêu tăng ở tay vực cứu sống, bây giờ trở thành một người độc. Nó lại biến thành nửa người và nửa yêu, có sức mạnh bất xâm nhập. Khi nào gặp nó, Đại Chủ biết cẩn thận. Dạ phải, kẻ quái nhân đó khắp cả châu thần nó đều lở loét, thường ngồi ở trong chiếc thiết xà của nó, quả thì là rất rùng rợn khủng khiếp. Các người đừng có lo, hôm nay tôi có đem tới một cây cửu huyết kiếm. Cây kiếm này chém sắt là chém chuối vậy, tuyệt đối có thể trảm yêu trừ ma. Nếu được như vậy thì hay hết xảy rồi. Bây giờ mình giao trách nhiệm cho ổng, tụi mình đi về đi. Đi mẹ. Ở gần đây chúng tôi chuẩn bị một chỗ rất là an toàn, các vị yên tâm nghỉ ngơi đi. Dạ cảm ơn. Vị này là? Còn là cái quái gì lại làm bộ quên tôi rồi sao? 20 năm về trước tôi đã lừng danh giang hồ, là mỹ nhân thiên thủ Quan Âm, Chu Tiểu Thiện là tôi. Lúc đó tỷ võ chiêu thân tại Đại Chủ đến trễ, nếu không Đại Chủ có cơ hội rồi. Vậy à? Đại Chủ không may mắn. Rất may cho tôi. Dẫn các vị này đi nghỉ ngơi đi. Dạ Tổng Đại Chủ, xin mời các vị. Lát nữa tôi nấu buổi cơm đón xuân, nấu luôn phần của Đại Chủ nha. Đâu cần phải khẩn trương như vậy. Ta chờ lâu rồi sao còn chưa thấy tới gì? Ở nhà chờ tôi vô nhận cô với cái thừa đó. Đừng nói chuyện. Mẹ đang đùa giận với mấy đứa trẻ đó, anh nên nằm nghỉ đi. Làm em cực khổ. Lúc trước em với mẹ đi lừa gạt người ta, thật ra em cũng đâu có vui gì. Nhưng từ sau khi được ở chung với anh thì em cảm thấy là đời mình càng phong phú, và bây giờ rất là vui sướng. Giờ sau này em không muốn gặp ai nữa hết. Vậy sau này em muốn đi đâu? Còn hỏi nữa hả? Anh đi đâu thì em đi đó. Bây giờ mình ăn chuối trước đi, chờ khi Trần Tổng Đại Chủ đến đây thì bọn mình được ngồi ăn bữa cơm đêm giao thừa. Bà nói lịch sử hồi nhỏ của bà cho tụi tôi nghe. Được, ghê gớm lắm. Lúc đó trong giang hồ có ai không biết ta là thiên thủ Quan Âm. Nói đến tiếp ám khí hả, đúng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có một vị hòa thượng muốn giết ta, phóng ám khí, phóng 300 cái ra một lượt. Ta thâu, hai tay của ta giơ ra thâu. Ta thâu được 298 cái. Còn một cái hả, ta ngậm ở trong miệng của ta. Huê, nói gì vậy, bà chỉ thâu được 299 cái thôi. Đồ ngu. Cái ám khí cuối cùng ta dùng ngón chân của ta kẹp lấy nó nè. Ê, không phải đâu. Tại sao bà nói như vậy mà tụi cháu không tin? Thiệt là quá đáng. Nếu như có cơ hội ta biểu diễn cho tụi bay coi, coi tụi bay có tin hay không. Thiệt là đồ ngu.
À, là Trần tổng là chủ à? Tụi nhỏ đang chờ tới ăn cơm. Được rồi, dọn cơm ra đi. Tổng là chủ. Coi mẹ còn chạy đi đâu? Tôi không có chạy đi đâu nữa hết. Tôi muốn chạy cũng không có sức chạy. Giận cả cái đám trẻ này. Tôi còn chạy đi đâu được? Ông bắt hết bọn chúng nó đem về đi. Đại nhân à, đừng có lo, chết đi. Sao đồng quá vậy? Các con à, tôi cứu mẹ. Lên. Con rể à, đánh nó đi. Chúng ta gặp nhau ở nhà sắp. Đi mau. Thiệt giỏi. Wow, bà. Thiên thủ quan âm tiếng tâm không có đồ sai. Bác Bảy là hắn. Đại nhân, đại nhân là người rất rộng lượng, xin để tình tha cho bọn trẻ ăn mày để có được hay không? Được. Ta nể tình Mỹ là đàn bà yếu đuối, nhường cho Mỹ ba chiêu. Ta dùng miệng đó ám khí. Hey, đại nhân à, xin đừng có đùa giỡn với tôi đâu có phi tiêu gì đâu. Tiếp chiêu. Đại nhân, ngươi ngậm một cục đàm của ta, ngươi thấy như thế nào? Ta đã tội nghiệp ngươi, ngươi lại dám ám toán ta. Mẹ không có sao chứ? Đâu có gì, mẹ đâu có sao, mẹ là thiên thủ quan âm mà. Tụi cháu nói cho Hồng Đồng nghe đi, hồi nãy bà quay phong thế nào? Phải rồi, hồi nãy bà rất là giỏi, bà rất là quay hồn. Trở lại liền để mẹ đi coi cái thằng khốn nạn nó cần ăn phi tiêu của mẹ hay không. Mẹ trở lại mau. Biết rồi, đi đi. Đi mau, đi trước nha. Đi đi, lên tới bên nha. Mai lên. Ê, Hồng Đậu à, hồi nãy bữa bà có bà thiệt là ghê đó. Mẹ có bà tới hả? Mẹ luôn con, biết không? Mẹ. Bà có sao vậy? Mẹ. Con à, mẹ quả thật đã già rồi. Bà không có già đâu, bà. Mẹ không có tiếp được một cây đoạt mệnh tiêu. Bà mẹ con đi tìm mẹ con đi rồi. Bà có lẽ tụi cháu thất vọng về bà lắm phải không ạ? Bà có phải vậy đâu, bà chỉ là tốt mà. Đừng có khóc nữa. Hồng Đậu, mẹ vẫn còn xinh đẹp phải không? Đẹp, mẹ đẹp lắm. Mẹ là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm này mà. Cái con nhỏ này giờ này còn gạt lắm mẹ. Con đâu có gạt mẹ đâu. Bà. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Tất cả tụi cháu phải hợp sức với nhau đỡ bà đứng dậy đi nha. Dạ, bà cẩn thận nha bà. Cẩn thận nha. Mẹ, làm nhân chưa? Mau ra đây cứu mẹ của tôi, mau lên.
Con à, mẹ thấy lạnh quá. Mẹ, con đỡ mẹ đi qua bên kia nha. Đi kiếm lạnh nhân chân. À. Mẹ, mẹ thấy sợ. Mẹ có thấy đỡ chút nào hay không? Mẹ, hồi trước mẹ cứ tối ngày sáng đêm giả rò chết, nhưng không ngờ lần này mẹ đã chết thiệt rồi. Mẹ không chết đâu. Mẹ, mẹ không chết đâu, mẹ đừng có nói bậy mà. Để cho mẹ nói nhờ. Tiền bạc mà mình gạt được, mẹ đã giấu ở trong vách tường, đằng sau cái tủ ở trong căn phòng của mình. Thường ngày mẹ hay dành giật đồ đạc với con, là sợ con đem đi lãng phí, sau này không có sính lễ. Mẹ, lần này con rất là may mắn. Hồng Y Quang, nó sẽ là người chồng tốt. Mẹ, mẹ, Lâm Nhân Trương, Lâm Nhân Trương, mau ra đây cứu mẹ tôi, mau lên. Mẹ, Ngọc Đậu, Ngọc Đậu. Mẹ, con ở đây nè mẹ, con ở đây nè. Mẹ, tại sao trời lại tối om như vậy? Kêu mấy đứa nhỏ đừng có chơi đèn cày nữa. Con sẽ kêu tụi nó đừng có chơi nữa. Con kêu tụi nó đừng có chơi nữa. Mẹ, con đừng có khóc, đừng có khóc nữa. Mẹ, con hãy ôm mẹ chặt lại đi. Để cho mẹ nói một chuyện bí mật cho con nghe nha. Đêm hôm đó mẹ đã không có giữ được trình tiết. Hồng Đậu à, con đừng có chê cười, đừng có chê cười mẹ nha. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, Thank you.
Dương điểm nó trên mặt. Biết rồi. Dương Định, con có sao không con? Dương Định. Ngươi là ai? Ta là Chí Kê đại sư. Ẩn trốn chỗ này là có ý đồ chờ ngươi xuất hiện đó. Hồng Hiêu Quang, sư điệt, hãy bảo vệ bọn trẻ đi. Sư thúc cẩn thận. Ê, Mã Ninh Nhi, ngươi là kẻ khi sư diệt tổ. Thiếu Lâm tự vì ngươi mà ra đến nông nỗi này. Ngươi hãm hại ta phải mai danh ẩn tích. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ để trả thù cho đồng môn ở Thiếu Lâm tự. Mi làm gì ta? Lần trước đốt cháy Thiếu Lâm tự mi không chết sao? Lúc đó ta may mắn là ta đang tắm đó. Trời Phật phù hộ ta không chết dễ dàng đâu để thu thập ngươi đó. Quay đi. Thiếu Lâm phong cẩu quyền. Nè, cái người có sao không? Không sao. Đi. Cứu tôi. Đại Hồng. Đại Hồng. Đại Hồng. Đại Hồng. Nắm chặt nha. Mà thúi vậy hả? Anh thúi vậy? Ây da, cái đất này, ây da. Hồng Phi Quang, ngày chết mày đến rồi. Hồng Phi Quang, ta chưa từng đánh thắng mày. Hôm nay ta nhất định đánh thắng mày. Mày cầu khẩn tao đi. Cầu khẩn thì tao cho mày chết nào. Cầu khẩn tao đi. Cầu khẩn tao đi. Phi Quang, đánh ta đây đi. Đánh ta. Phi Quang, anh sao rồi? Phi Quang. Phi Quang. Phi Quang.
Hồng Đại Hiệp à, lần này Mã Đại Thiên tôi còn giữ được cái mạng này, quả thiệt như trải qua một giấc mơ. Hồ Đức Đế, Thái Đức Trung, Lý Thức Khai, Mã Siêu Hưng, Phương Đại Hồng, cái bản đồ này đang sau lưng bọn bay. Ta đã dùng thuốc tẩy sạch cho các ngươi rồi. Bản đồ kho tàng này sẽ đem về miền Nam giao cho các huynh đệ ở trong thiên địa hội. Tất cả các ngươi theo mẹ trở về nhà đi, sau này phải ráng học cho nên thân nha. Vậy chúng tôi về nhà trước nha. À, thôi đi 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 đi, đi về à, đi nha con.
Phương Đệ Hồng, cha em nói tới rước em thiệt hả? Cha của em thường hay gạt em lắm. Hay là mày dứt khoát theo tao trở về Thiếu Lâm Tự ở Phước Kiến làm tiểu hòa thượng còn hay hơn. Tôi không làm tiểu hòa thượng, đã không? Hay là mày cùng ta đi về miền Nam đi. Vậy cũng được. Tôi nghĩ chắc cha của tôi không rước tôi đâu. Phương Đại Hồng, con của cha. Cha. Ê, con. Cha. Con. Ê, cha. Quá không gặp. Ông là cha của Phương Đại Hồng hả? Phải, tôi là Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang, tại hạ là Phương Thế Ngọc. Là Phương Thế Ngọc. Sao, không được hả? Đại Hồng, bảo trọng nha. Về sao đừng chơi với bọn này nữa nha, sẽ hư đổ đó. Thôi về đi. Cha đừng có nói dối với con nữa. Cha không cho con đi con đường đen tối đâu. Ây á, thiệt là đau quá đi cha. Lần đầu tiên anh cười đó, anh cười cũng thật là có duyên. Mẹ, mình lên đường.